Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chèn họa tiết cực kỳ đơn giản trong Photoshop. Các bạn nhìn cái hình ảnh trước này và hình ảnh sau thì mình sẽ thay đổi những cái họa tiết như là màu áo này và quần ở trong cái ảnh này, thì các bạn sẽ làm như sau nhé. Rồi sau khi là chúng ta có cái hình này, chúng ta mở lên trong Photoshop thì các bạn phóng to nó ra bằng cách là giữ Ctrl dấu cộng hoặc là phóng nhỏ giữ Ctrl dấu trừ. Thì ở đây mình dùng công cụ là laser tool để lựa chọn cái vùng chọn là mình cần thay đổi là hoặc thay đổi, hoặc là các bạn có thể là dùng quick select tool. Đây mình chọn dùng cái này, laser tool, mình chọn vùng này, vùng cái áo này nha các bạn. Mình loại trừ cái tay này ra. Đó. Các bạn làm sao nó tỉ mỉ xíu cho nó đẹp. Đó. Rồi, còn cái này các bạn giữ shift. Chúng ta thêm cái phần này. Đó. Rồi cái cổ áo này nữa. Rồi. Sau đó là chúng ta nhấn Ctrl Z. Chúng ta nhân đôi, chúng ta tạo cái vùng chọn này đó. Và tiếp theo là các bạn mở cái ảnh mà chúng ta cần tạo họa tiết. Chúng ta Ctrl A và đưa sang. Đó, chúng ta đưa vào cái áo này nha các bạn. Và các bạn nhấn chuột phải vào cái laser này, các bạn chọn Grid Clipping Mask. Đó, nó sẽ nằm trong cái vùng chọn của chúng ta. Đó, các bạn đưa làm sao cho nó đẹp một chút xíu. Và các bạn chọn trong cái chức năng này thì các bạn chọn cái độ hòa trộn nào nó phù hợp. Đó, cái này cũng được nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là chọn Multi Blend này, nó sẽ dịu hơn xíu. Rồi các bạn chọn Opacity này, đây là chúng ta chọn mờ một chút xíu. Đó, như này thì nó cũng ok rồi. Rồi đây là cách mà chúng ta tạo những họa tiết để thay đổi những cái màu áo hoặc màu quần trong một cái bức ảnh. Đây các bạn chọn dấu mắt này. Các bạn sẽ xem kết quả của mình nhé. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.